Đây mới chính là cái giai đoạn mà căng thẳng nhất. 80% khách hàng của anh Nguyễn là người lần đầu tiên mua nhà. Những giấy tờ cần thiết, ví dụ như để biến ước mơ sở hữu một căn nhà trở thành hiện thực. Texas là một vùng đất đang phát triển, có rất nhiều việc làm và cơ hội để đầu tư. Dallas Fort Worth hiện tại có 7,5 triệu dân và hàng ngày có khoảng 300 người nhập cư từ những nơi khác chuyển đến sinh sống và làm việc, cho nên nhu cầu sở hữu nhà ở ngày càng tăng cao. Ai cũng đều cho rằng sẽ không đủ điều kiện để mua nhà. Thay vì tìm đến một chuyên viên địa ốc để tư vấn thì quý vị cứ mãi tìm nhà để thuê. Tiền mà khách dùng để thuê nhà sau 15 đến 30 năm sẽ trở thành tiêu sản. Nhưng nếu quý vị sở hữu căn nhà ngay từ hôm nay thì đó sẽ trở thành tài sản rất lớn và có ích về sau. Nếu quý vị có dự tính mua bán nhà trong năm mới thì hãy gọi ngay anh Nguyễn Địa Ốc, là nơi đáng tin cậy. Quý vị sẽ được hướng dẫn tận tình, hoàn tất hồ sơ mua bán an toàn đúng luật, bảo vệ quyền lợi và tiền bạc của quý vị. Sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng là phương châm phục vụ của anh Nguyễn. Vui lòng liên lạc 682-304-4139 để được tư vấn miễn phí. Quý vị đã đến với kênh YouTube anh Nguyễn Realtor. Đề tài hôm nay Nguyễn xin được chia sẻ của quý vị đó chính là cần phải chuẩn bị những gì để chứng minh tài chính cho việc vay tiền mua nhà. Video này sẽ đặc biệt dành riêng cho những quý vị nào lần đầu tiên mua nhà, bởi vì khi lần đầu mua nhà quý vị sẽ không có bất cứ một kinh nghiệm gì cả, cho nên quý vị cần phải tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng mà thật sự ra cũng rất đơn giản để biến ước mơ sở hữu một căn nhà trở thành hiện thực. 80% khách hàng của anh Nguyễn là người lần đầu tiên mua nhà, cho nên anh Nguyễn hiểu rất rõ tâm lý áp lực của người lần đầu tiên mua nhà là như thế nào. Có rất nhiều quý vị thắc mắc không biết là income cần phải là bao nhiêu, tín dụng cần phải là bao nhiêu và down payment cần phải là bao nhiêu thì mới gọi là đủ. Thì việc đầu tiên quan trọng nhất quý vị cần làm đó chính là tìm đến một cái người lender uy tín, thì họ sẽ giúp quý vị xem xét hồ sơ của quý vị và cho quý vị một cái tờ giấy được gọi là pre-approval letter. Quý vị sẽ căn cứ vào cái tờ giấy pre-approval letter đó để biết được cái khả năng tài chính của mình là bao nhiêu. Nếu như quý vị không có lender thì anh Nguyễn có để thông tin của những cái người lender Việt uy tín ở phần description box. Quý vị có thể gọi cho họ và tìm hiểu thêm về cái hồ sơ của mình. Thì đây là những người mà anh Nguyễn đã từng làm việc qua, cho nên hiểu rất rõ sự tận tâm của họ dành cho khách hàng là như thế nào. Họ có rất là nhiều chương trình vay hấp dẫn, ví dụ như là 5% down payment, chương trình không cần check income, chương trình mua nhà để đầu tư. Thì tùy vào cái khả năng của quý vị thì họ sẽ giới thiệu cho quý vị những cái chương trình nào đó phù hợp với cái điều kiện của quý vị nhất. Theo anh Nguyễn được biết thì điểm tín dụng là từ 620 trở lên và cái down payment là từ 5% trở lên là quý vị đã có thể mua nhà được rồi. Thông thường thì người loan officer họ sẽ yêu cầu những giấy tờ cần thiết, ví dụ như thứ nhất là cái bản copy của cái bằng lái xe, và đôi khi quý vị cần phải nộp thêm cái bản copy của cái thẻ xanh nữa. Quý vị có thể chụp hình những cái thẻ này hoặc là scan vô máy để lấy cái bản copy gửi cho người loan officer. Và tiếp theo là 2 năm giấy khai thuế 1040. Nếu quý vị mua nhà năm 2020 thì quý vị cần phải nộp giấy thuế của năm 2018 và năm 2019. Và tiếp theo đó là 2 năm giấy W-2 dành cho những quý vị nào làm việc cho hãng, xưởng hoặc là doanh nghiệp với mức lương ổn định tính theo giờ hoặc theo năm. Còn tờ form 1099 là dành cho những quý vị có thu nhập tháng thấp, tháng cao, ví dụ như thợ nail, thợ tóc hoặc là những ngành nghề thu nhập dựa trên tiền sale hoa hồng. Kế tiếp là pay stub của 30 ngày gần nhất. Và kế tiếp là bank statement của 2 tháng gần nhất. Nếu như quý vị có cái account online, quý vị có thể truy cập vào website của cái nhà băng đó và download cái băng statement này xuống. Nếu như không, quý vị có thể đến ngân hàng và yêu cầu họ in cho quý vị một bản. Sau khi xem xét hồ sơ của quý vị xong thì họ sẽ cho quý vị một cái tờ giấy được gọi là pre-approval letter hay còn gọi là pre-qualified letter. Thì quý vị sẽ nhìn vào tờ giấy này và biết được là cái số tiền mà tối đa quý vị sẽ vay được sẽ là bao nhiêu. Cái giấy nó rất là quan trọng bởi vì nó dùng để chứng minh cho người bán biết là quý vị đủ khả năng để mua nhà của họ và quý vị là một người mua nhà nghiêm túc. Trong trường hợp nếu như mà anh Nguyễn là cái người đại diện cho bên bán hay còn gọi là listing agent, thì một khi cái listing của anh Nguyễn mà được nhận được nhiều cái offer cùng một lúc
thì ngoài căn cứ vào những cái điều khoản trong offer ra thì anh Nguyễn còn phải so sánh thêm cái điều kiện tài chính của những cái người mua nữa. Thì cái người mua nào có cái điều kiện tài chính vững chắc hơn thì anh Nguyễn sẽ chọn cái offer đó cho thân chủ của mình. Tuy nhiên cái giấy pre-approval letter nó không có nghĩa là quý vị đã được chấp nhận cho vay tiền, nhưng mà nó chỉ dùng để chứng minh cái tài chính của quý vị, với lại là cho quý vị biết được tìm những cái căn nhà phù hợp và không có bị over budget. Khi mà quý vị đã tìm được một căn nhà ưng ý và có luôn cái hợp đồng mua bán hay còn gọi là sell contract rồi thì quý vị đến lúc đó mới bắt đầu làm cái quá trình loan process. Thì trong cái quá trình này, cái người loan officer họ sẽ yêu cầu quý vị bổ sung thêm những cái hồ sơ cần thiết khác để mà họ nộp cho underwriter. Khi mà underwriter họ approve cái hồ sơ của quý vị rồi thì quý vị mới có quyền lấy hẹn để mà cho cái ngày closing. Thì cái ngày closing đó là cái ngày quý vị đến để mà ký tên, để mà sang tên từ người bán sang người mua, và quý vị sẽ là người chủ sở hữu hợp pháp trên cái căn nhà đó tại cái ngày hôm đó. Thường là quý vị sẽ tốn từ 3 cho đến 6 tuần để mà lender họ chấp nhận cái hồ sơ vay tiền của quý vị. Và đây mới chính là cái giai đoạn mà nó hồi hộp nhất, bởi vì từ lúc mà pre-approval letter cho đến trong cái giai đoạn chờ để mà được approve cho cái loan của quý vị, mà nếu quý vị có mở thêm thẻ tín dụng hoặc là quý vị vay thêm một khoản tiền nào đó lớn để mà mua xe, mua furniture, mua vật dụng trong nhà mà đắt tiền, thì cái nợ của quý vị nó sẽ tăng lên. Và khi mà cái tỷ lệ nợ của quý vị nó tăng lên như vậy thì người lender họ sẽ từ chối không cho quý vị mua cái căn nhà này nữa. Cho nên quý vị cần phải make sure là trong cái giai đoạn này quý vị không nên xài tiền quá nhiều và không nên mở thêm bất cứ một cái khoản nợ nào khác. Chỉ khi nào quý vị được chấp nhận cái hồ sơ vay tiền rồi và là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà đó rồi thì quý vị đến lúc đó có thể xài tiền thoải mái, tự do, không ai cấm cản cả, và có thể mua 10 cái tủ lạnh hoặc là 10 chiếc xe gì đó, không có vấn đề gì hết. Video chia sẻ chỉ vỏn vẹn như vậy thôi. Nếu quý vị có bất cứ một cái thắc mắc gì đó thì hãy bình luận ở dưới cái video này hoặc là nhắn tin cho anh Nguyễn sẽ rất là hân hạnh khi được giải đáp những thắc mắc của quý vị. Nếu quý vị cảm thấy video này hay, đừng quên like, chia sẻ và bấm nút theo dõi kênh nhé, để xem thêm những cái video khác sắp tới của anh Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.